Em Nghĩa đến từ kênh Nhà Gỗ Xứ Nghệ xin gửi lời chào đến tất cả các bác. Hôm nay em Nghĩa xin giới thiệu đến các bác một căn nhà gỗ trệt 3 gian, 4 vi, tổng 14 cột các bác nhé. Nhà có kích thước là chiều dài là 11m và chiều rộng là 6m7 ạ. Nhà có tổng 14 cột, gồm gỗ trường và gỗ trai. Phần trên văng xa, ở trên có gỗ rổi và gỗ lim các bạn. Nhà đã được bọn em là làm sạch sẽ. Đấy, khắc phục những cái khuyết điểm, thay thế những cái hỏng hóc và là phun lót một lớp rồi. Thì em Nghĩa sẽ mời các bác đi vào cận cảnh để xem kỹ hơn về căn nhà này. Căn nhà này thì có tổng 14 cột và cái hàng cột bé nhất ở phía sau này là vanh 60, cao 2,3 m các bạn nhá. Hàng cột kế bên là cao 3,1 m, vanh từ 70 đến 75, gần 80, có những cột 80. Và các cái cột cái thì là cao 4,1 m, vanh là 84. Đó, chiều dài của quả giang này là 4,2 m. Bây giờ em Nghĩa sẽ đi vào cận cảnh để cho các bác xem kỹ hơn nhé. Các bạn thân mến, thì đây phía bên này là sẽ là cái mặt tiền chúng ta đi vào. Các bác có thể nhìn thấy các cái bẩy đằng trước đây không ạ? Đó. Ở phía ngoài này, nếu như chúng ta dừng và xây dựng để dừng để ở thì có là chúng ta sẽ có cái hành lang ở đấy, và chúng ta có thể là làm các cái bức vách, bức cửa ở cái hàng cột này. Đó. Còn đây là phần trong nhà, và này là sẽ là phần phía sau các bạn nhé, phần phía sau. Đó. Đây ạ, đây những cái cột gỗ trường, đây gỗ trường và gỗ trai các bạn nhé, gỗ rất là chắc chắn. Những cái gỗ ở vùng Nghệ An thì nắng lắm mưa nhiều, một vùng đất là rất khó khăn khắc nghiệt về thời tiết, cho nên là các cái loại gỗ cũng rất là chắc chắn đây ạ. Đó. Cột vân vèo đẹp hết các bác, vân vèo đẹp, có thể nhìn thấy vân đâu, vân rất đẹp. Nhà này thì bọn em sửa lại rồi thì cũng không có gì để chê nữa. Mỗi gian 3 mét, riêng cái gian giữa này là 3,2 m, 3,2 m các bác nhá. Đây cột cái này 4,1 m đây, vân vèo đẹp, cột to, vành 84 đây các bạn, vành 84 đây ạ. Chắc chắn. Đây có hai cái cột cái rất là to, bự. Đây, một trái đây các bạn. Trái thì đừng hỏi. Quá đẹp, quá bền các bạn. Đó. Bọn em mới phủ bạt tạm thôi, bởi vì là ngói cũng đã có nhưng mà chưa có thời gian để lợp các bạn. Với lại là nếu mà bán lên xe cho các bác thì là khỏi phải tháo ngói nữa. Đây ạ. Tay đòn các thứ đầy đủ hết rồi các bác mua về có thể dựng làm nhà mát thì là rất là thích hợp. Còn các bác làm nhà ở thì có thể phải chúng ta phải xây vách, xây tường lên, hoặc là các bác có thể là nếu mà thích gỗ thì lại phải làm vách gỗ thêm, cửa thêm vách gỗ vào. Đó. Bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0833 281 888. Em có Zalo nhé, để trao đổi thêm. Giá của ngôi nhà này thì là 165 triệu, còn em sẽ tháo dỡ bốc lên xe cho các bác. Và tùy các bác ở xa gần thì bọn em có thể sẽ hỗ trợ một phần nào đó ở cái kinh phí vận chuyển các bác nhé. Còn bác nào mà thích bọn em hoàn thiện, dựng lợp ngói hoàn thiện, có đá tảng cái chân cột thì liên hệ với em qua điện thoại hoặc là Zalo để em trao đổi thêm. Tùy là các bác là ở gần ở xa hay là như thế nào thì em sẽ báo giá để các bác cân đối. Đây ạ, những cái nhà gỗ như thế này thì là đảm bảo là nó sẽ không mối mọt các bác. Còn cái loại gỗ mới mà gỗ non ấy thì một thời gian qua vài ba năm thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là bị mối các bạn, bị mọt, không bị mối mọt. Những cái nhà mà gỗ mới, gỗ non nên nó sẽ dễ bị mối ăn này và cũng dễ bị mọt. Thì cụ thể căn nhà có những cái thông tin như thế, bạn nào có nhu cầu và cần trao đổi thêm thì có thể liên hệ em Nghĩa qua số điện thoại nhé. Nghĩa xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Bên em Nghĩa còn rất nhiều nhà gỗ, nhà sàn cũ
để các bác có thể làm cà phê, làm homestay các thứ. Hiện tại bên em chưa nhận đóng mới các bác nhé. Hiện tại là giá gỗ nó cũng lên xuống thất thường, thì bọn em chưa nhận làm mới. Bác nào có nhu cầu làm mới thì cũng có thể là chúng ta trao đổi thêm.